Trân Nhiên xin kính chào các khán giả của Đài Á Châu Tự Do với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Thưa quý vị, hãng nước ngọt Coca-Cola của Mỹ trở lại Miến Điện sau 50 năm vắng bóng. Chủ tịch điều hành công ty điện toán Google đến Bắc Hàn. Đó là hai sự kiện được chú ý trong những ngày đầu năm 2013 này. Tại sao hai sự kiện này được chú ý như vậy là chủ đề của chương trình Cuộc Sống Quanh Ta kỳ này, với sự tham gia của hai gương mặt quen thuộc, đó là chị Diễm Thi và chị Hoàng Ái. Gửi chào đến hai chị. Thưa chị Diễm Thi, cái sự kiện công ty Coca-Cola của Hoa Kỳ thành lập cái nhà máy sản xuất nước giải khát ở Rangoon, chính thức trở lại Miến sau 50 năm vắng bóng, có gây cho chị một cái cảm xúc gì đặc biệt hay không thưa chị? Cái chuyện mà Coca-Cola trở lại Miến Điện mà gây cảm xúc thì nghe nó có vẻ như là mình là người dễ cảm xúc quá. Nhưng mà thật sự là có, bởi vì tin này khiến cho Diễm Thi nhớ lại chuyện mà Coca-Cola trở lại Việt Nam vào những năm 94-95. Như là tất cả chúng ta đều biết là từ những năm 60, Coca-Cola đã có mặt ở Việt Nam. Nhưng mà sau biến cố 30 tháng 4 năm 75 thì loại thức uống này hoàn toàn biến mất trên thị trường Việt Nam và mọi người chỉ còn nhìn thấy nó trên phim ảnh hay là sách báo mà thôi. Và phải mất đến hàng chục năm sau, đến khi mà Việt Nam mở cửa bang giao với nước ngoài, tái lập lại các mối quan hệ với Hoa Kỳ thì Coca-Cola mới xuất hiện trở lại. Vào thời điểm đó thì phải nói là nếu mà ai mà cầm lon nước ngọt đó ở trên tay thì mình cảm nhận được một sự thay đổi của xã hội. Bởi vì chỉ vài năm trước đó thôi, không thể nào tìm thấy một cái vật dụng hay là một cái thức uống gì và sản phẩm gì mà của Hoa Kỳ mà chính thức có mặt ở thị trường Việt Nam. Theo như chị Diễm Thi nói thì Trân Nhi thấy là hãng nước ngọt này biến mất hay có mặt ở một nước nào đó thì cũng có liên quan đến cái yếu tố chính trị. Phải không thưa chị Hoàng Ái? Bởi vì Trân Nhi thấy là trải qua hơn 100 năm kể từ khi mà cái ngày thành lập của cái công ty này đó, thì cái Coca-Cola nó vẫn luôn có một cái nó phản chiếu, phải không ạ? Những cái bước chuyển của cái thời gian luôn bắt nhịp với những cái đổi thay của toàn cầu, phải không thưa chị Hoài? Dạ không hẳn như vậy đâu thưa anh Trân Như. Đã từ lâu lắm rồi thì cái tên nước giải khát Coca-Cola gần như được coi là một biểu tượng văn hóa tiêu dùng và ẩm thực của người Mỹ và đã có mặt ở hơn 200 quốc gia trên thế giới với lượng tiêu thụ là hơn 1 tỷ chai mỗi ngày. Chuyện kinh doanh của một hãng giải khát mà liên quan đến chuyện chính trị thì nghe thiệt là lạ quá. Dạ, nhưng nó đúng ở một vài nước, trong đó thì có Miến Điện. Miến Điện là một trong ba nước mà Coca-Cola không kinh doanh suốt thời gian qua, cùng với Cuba và Bắc Hàn. Cho Diễm Thi tiếp lời chị Hoái ở chỗ này. Năm 2012 thì Miến Điện đã có những cái cải cách đột phá, khẳng định sự tái hội nhập mạnh mẽ với thế giới và ngay lập tức nó nhận được sự ủng hộ của thế giới. Cũng nhờ những cải tổ tại Miến Điện mà Hoa Kỳ quyết định tái lập quan hệ ngoại giao và nới lỏng cấm vận. Và từ đó thì các nhà đầu tư ở khắp thế giới ồ ạt lên kế hoạch đầu tư vào Miến Điện và dĩ nhiên là gã khổng lồ Coca-Cola là không là một ngoại lệ. Và họ đã quay lại làm ăn sau nửa thế kỷ vắng bóng là kể từ năm 1962 khi mà chính quyền quân sự lên lãnh đạo đất nước. Những thay đổi ở Miến Điện trong thời gian gần đây thì có ý nghĩa lớn lao, có thể so sánh với sự sụp đổ của bức tường Berlin. Vậy là cái chuyện mà Coca-Cola xây nhà máy ở Rangoon phần nào cũng phải nói là nói lên cái sự đổi thay của một đất nước sau mấy chục năm bị cô lập. Nhắc đến cái chuyện cô lập thì Trân Như lại nhớ đến cái chuyện ở xứ Bắc Hàn. Và nói cái nơi này là hoàn toàn người dân bị cô lập với thế giới bên ngoài vì họ không có truy cập vào Internet cho nên họ không biết chuyện gì cả. Thì mới đầu tuần này thì chủ tịch điều hành Google, đó là ông Eric Schmidt, đã đến Bắc Hàn bất chấp cái sự lên án từ phía Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì thưa chị Hòa Ái rằng là vì sao lại có cái chuyến viếng thăm đặc biệt như thế vậy thưa chị? Dạ cùng đi với chủ tịch điều hành Google thì còn có là cựu thống đốc Bill Richardson của bang New Mexico. Chuyến viếng thăm dự trù là sẽ kéo dài trong 4 ngày. Trước đó thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói rằng đây không phải là thời điểm để ông Richardson hay ông Eric Schmidt ghé thăm Bắc Hàn. Bà nhấn mạnh rằng là hai người này đến Bình Nhưỡng với tư cách cá nhân và không thể được coi là các đại diện chính thức của Hoa Kỳ. Phát biểu với giới truyền thông quốc tế thì cựu thống đốc bang New Mexico cũng cho biết là ông và ông Schmidt đến Bắc Hàn với tư cách là một công dân bình thường, nhưng có những mối quan tâm đặc biệt tới các vấn đề kinh tế và cơ hội phát triển mạng xã hội tại đất nước này. Ông cũng nói thêm rằng là đây là một chủ đề kinh tế không bị cấm kỵ tại Bắc Hàn hay là tại Mỹ. Có lẽ là họ muốn có cái nhìn trực tiếp về cái hoàn cảnh nền kinh tế và mạng xã hội ở Bắc Hàn. Theo thông tin mà đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn cho biết thì hai ông đến Bắc Hàn để tìm hiểu thông tin về công dân Mỹ đang bị bắt giữ tại đây.
Và cái chuyến đi này thì đơn thuần mang ý nghĩa cá nhân và hỗ trợ nhân đạo. Không biết là chị Diễm Thi có những cái thông tin gì mới không thưa chị? Dạ đúng vậy đó anh Trương Như. Theo Reuters thì ông Richardson đang nỗ lực để tìm cách cứu một công dân Mỹ gốc Hàn tên là Kenneth Bear, vốn là một người hướng dẫn du lịch bị bắt hồi năm ngoái. Với ông chủ tịch công ty Google thì mọi người đều dự đoán là ông sẽ vận động giới lãnh đạo Bắc Hàn mở rộng hoạt động thông tin để mà người dân Bắc Hàn có thể tiếp cận với thế giới bên ngoài qua Internet. Và vì yêu cầu kinh tế thì nước này cần phải mở cửa để tiếp tục sinh tồn, nhưng mà họ có một hệ thống ngăn chặn được mô tả là ghê gớm còn hơn là tường lửa của Trung Quốc hay là Việt Nam nữa. Tức là họ chỉ cho phép những thông tin tối thiểu ra và vào đất nước của họ mà thôi. Và Hòa Ái thì cũng đồng ý với lại nhận xét của chị Diễm Thi. Dù được có ủng hộ hay là bị phản đối thì cả hai sự kiện Coca-Cola trở lại Miến Điện và chủ tịch Google đến Bắc Hàn đều là những hoạt động mang tính biểu tượng rất cao. Nó cho thấy sự xuất hiện của những hình ảnh mà thế giới cộng sản trước kia thường cho là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản tại các quốc gia khép kín thuộc vào hàng bậc nhất nhì của thế giới. Dạ, nhưng mà chắc nói cái kiểu này thì chắc chỉ có dành cho Bắc Hàn thôi còn chị Dạ Diễm đúng rồi, chứ còn Miến Điện bây giờ người ta thay đổi quá nhiều rồi trong năm 2012. Dạ vâng, cho nên là hy vọng rằng là cái chuyến đi mang cái tính cá nhân của chủ tịch công ty Google đó thì sẽ thành công theo cái nghĩa là Bắc Hàn sẽ cho người dân được sử dụng Internet để có thêm cái cơ hội để mà tiếp cận với thế giới bên ngoài phải không ạ? Vâng. Thưa quý vị, Trần Như, Diễm Thi và Hòa Ái xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào lần sau.